cho cô cho cháu biết là cô tên gì và cô đến từ đâu ạ? Em Bích Hòa, em từ Thái Bình. À, cô mắc bệnh gì và biểu hiện bệnh của cô như thế nào? Thoái hoa xương cổ, đây mà hôm nay tê tay, tê đầu luôn. À, cho cô cái chỉ, cô đến đây cái chỉ lần này là lần thứ mấy rồi? Lần thứ tư. Thế thì sau 3 lần cái chỉ thì cô cảm thấy là tình trạng bệnh của mình thay đổi như thế nào? Sau 3 lần cái chỉ thì 3 lần thứ mấy thì về mình cảm thấy nhẹ nhõm người hẳn đi. Nên bố không bị tê này thì nó dễ chịu cùng đấy. Nếu cô cảm thấy tình trạng bệnh của mình ấy, đỡ được bao nhiêu phần trăm? 10% thì đỡ được 50%. Cô đánh giá như thế nào về phương pháp cấy chỉ này? Chỉ rất là tin tưởng vào bác sĩ, và mình cũng đi chữa nhiều nơi, rồi thuốc bắc cũng có, mà thuốc tây đông nam y cũng có, thế nhưng mà kể cả trong miền nam cũng gửi ra cũng có, nhưng mà không đi đỡ. Hôm nay mình nghe trên đài truyền hình mình giới thiệu và bác sĩ Hùng đây là cấy chỉ thì mình cũng đi. Thì 3 lần rồi thì nhẹ nhõm người thì mình sẽ tiếp để cho nó khỏe. Thì cô có lời nào muốn gửi đến bác sĩ Ngô Quang Hùng không ạ? Rất chân thành cảm ơn bác sĩ Hùng ở đây. Rất khá là nhân viên bên mình phục vụ là rất nhiệt tình, chu đáo. Và chăm sóc bệnh nhân là rất là nhiệt tình. Chào cảm ơn cô ạ. Chào chúc cô mau khỏi bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.